Xin chào cô chú và các anh chị nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái khu trưng bày và giới thiệu cũng như trình diễn các cái loại bánh dân gian ở trong cái khuôn khổ của chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn. Cái chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn lần thứ 13 này thì sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 1 dương lịch. Đây là một trong những cái nét văn hóa đặc sắc nhằm tái hiện lại cái không gian Tết xưa cũng vô cùng là sống động của người dân vùng sông nước miền Tây. Cô là ở phường nào cô? Tôi ở phường Trần Lạc. Phường Trần Lạc, dạ. Năm nay là cô tham gia được bao nhiêu năm rồi? Ở đây tôi mới tham gia được 2 năm mà. Bánh này là bánh da bò không cô? Cái này là bánh đúc. Bánh đúc. Dạ. Bánh mình hồi xưa. Dạ. Thế còn cái này cô? Cái này cốm dẹp. Cốm dẹp, à. Bên cái này thì bánh bánh gừng. Dạ. Bánh thì chị chèn xuống với mình đang cho bé đi nhỉ. Với cái chương trình này thì du khách khi đến với thành phố Cần Thơ vào cái thời điểm này sẽ được tham quan nhiều các cái hoạt động thú vị. Đó, như là trình diễn các cái nghề thủ công truyền thống của dân tộc như là dân tộc Việt, dân tộc Hoa và Khmer, như các cái ngành nghề như đan lát, dệt chiếu, chạm khắc, làm đầu lân. Bên cạnh đó thì còn có những chương trình như đơn ca tài tử và nghệ thuật viết thư pháp, trình diễn trang phục của người Việt. Ngoài ra thì còn có các cái trò chơi dân gian của người Việt, người Hoa và người Khmer như là đẩy gậy, múa lân, múa chuột, đua thuyền trên cạn. Về cái trình diễn ẩm thực dân gian tiêu biểu của các dân tộc Việt, Hoa và Khmer với các cái sản phẩm đặc trưng, cụ thể như là trình diễn chế biến các cái loại bánh dân gian đặc trưng trong cái ngày Tết như là bánh tét, bánh phồng, bánh tráng, bánh gừng. Và các cái loại thực phẩm hay là các cái vật dụng trang trí, đây là những cái không thể thiếu trong các cái dịp Tết đến xuân về. Ý nghĩa của cái chương trình này thì là nhằm bảo tồn và phát huy các cái di sản văn hóa của các dân tộc và tạo điều kiện để cho các nghệ nhân có dịp để giao lưu và quảng bá các cái di sản văn hóa, đồng thời thì qua đó cũng sẽ gợi nhớ về cái hình ảnh Tết Nguyên Đán của truyền thống của Việt Nam. Ngoài ra chương trình còn tạo ra những không gian để cho du khách có thể tham quan vui chơi và đặc biệt là góp phần cho các cái thế hệ trẻ ở Cần Thơ cũng như là khu vực đồng bằng sông Long được trải nghiệm một số các loại hình dân di sản của các dân tộc. Với cái chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn này là một cái góc nhìn mới về cái cuộc sống của người dân đồng bằng sông Cửu Long trong những cái ngày chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán, và cũng qua đó thì sẽ tái hiện lại những cái hình ảnh và các cái không gian đón Tết cổ truyền từ ngày xưa. Và cũng rất mong cô chú và anh chị tiếp tục chia sẻ video này đến mọi người và tiếp tục ủng hộ cũng như đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều.